Thâm Hẩm có nhiều bạn hỏi mình là anh ơi có lòng 62 kẹt xe tơ không, 150 và 135 thì lòng 62 thì hết rồi đó, lòng 62 thì không có đó, nhưng mà giờ mình có lòng 63 được không? Giờ chỉ có sản xuất lòng 63 thôi bạn chứ không có 62, khổ vậy á. Một bộ lòng 63 thì chúng ta sẽ lấy tổng hợp ra ha, chúng ta sẽ có cái ron đầu và cái ron chân lòng ở đây à, trong bịch như vậy mình sẽ để qua một bên. Rồi đây nhân vật chính của chúng ta, ê cái áp, đây là cái áp piston nha bạn, đây đây là cái áp piston thì qua một bên. Bầu bạc à, bầu bạc rít à, với các bạn có kịp thấy không, đây bầu bạc rít thì qua một bên. Đây là phe cài piston nha bạn, à, phe cài piston ha. Rồi cái lòng, lòng mà kèm trái luôn, nên lấy trái ra cho bạn xem. Trái phin mẫu mới. Đây. Mà thấy không? New phin đó. 63 mm. Đã mấy bạn. Tuyệt vời không? Đầu này là đầu cao đã được móng mắt sẵn các bạn ha. Đi xúc bắp 19 22 hoặc là 20 23 đều được ha. Đó, lòng 63. Quá đã cái trái phin nha. Và đầu này là đầu ba bạc. Ba bạc ha, đây bạc gió, bạc gió bạc nhất à. Rồi nha, vật chính cái lòng, lòng này là đường nước, đường nước trùng với đường nước zin luôn nha bạn ha. À, mặt đây đã được CNC lấy mặt phẳng rồi à, về bạn khỏi có cần phải lấy mặt phẳng lại. Lòng LC 135 63 mm XR. Thì cái này LC 135 và 150 là xài chung các bạn ha. Nếu mà ở đây ghi là LC 135 thì ở đây các bạn phải dùng tăng cam, tăng cam của F 135 à. Rồi ốc xả nhớ xả nước à, đường nước ở đây và nó trên cái đường cái miệng á bạn, nó sẽ là một cái G, một cái G nhỏ lên. Mình quay cho bạn thấy ta. Đây bạn có thấy ở phần cái miệng nó sẽ có cái G sát với cái lòng, sẽ có cái gờ nhỏ ở chỗ này. Cái này giúp cho tránh lòn lòn nước các bạn, khi bạn lắp cái ron chân lòng vô nó sẽ đè nhẹ lên đây, nó sẽ kín cái phần này lại hơn đó. Còn bên trong thì đương nhiên là phải có mắt cáo rồi, cái này là giúp để giữ nhớt các bạn, khi bê tông chạy lên nó sẽ đem thêm một lượng nhớt nhất định, thì cái những mắt cáo này nè nó sẽ giữ nhớt lại để bôi trơn cái thân lòng để tránh cho cái lòng bị lấp ha. Rồi như đây. Và các bạn suy nghĩ xem một bộ lòng như vậy sẽ đánh giá là khoảng bao nhiêu tiền? Chỉ 1 triệu mấy thôi nha bạn. À chỉ 1 triệu mấy thôi. À quá rẻ. 1 triệu mấy cho một lòng X-Pro 63. Rồi thời tới rồi đó, mấy bạn nào đang 62 mà bị sức lòng gì đó thì lên 63 luôn. Đầu thì xài lại được luôn. Quá đã. Lụm.